Lưu Học Nghĩa không còn là cái tên xa lạ với khán giả yêu thích phim Hoa ngữ. Trước đây dù đa phần chỉ đảm nhận những vai phụ, thậm chí là phản diện, nhưng nam diễn viên vẫn được khán giả vô cùng yêu mến. Thời gian vừa qua, sau khi bộ phim Hoa Gian Lệnh lên sóng và may mắn gặt hái được thành công ngoài mong đợi, trở thành hắc mã đầu tiên của màn ảnh Hoa ngữ, cái tên Lưu Học Nghĩa lại một lần nữa được mọi người đem ra bàn luận khắp nơi vì nhan sắc và diễn xuất quá xuất sắc. Song song đó, công chúng lại một lần nữa đặt câu hỏi, rốt cuộc vì sao trong 10 năm qua, tên tuổi của anh vẫn chưa thể bật lên được? Và liệu sau Hoa Gian Lệnh chính là thời của Lưu Học Nghĩa? Hãy cùng Cbiz Phim mổ xẻ những vấn đề này trong video hôm nay nhé! Vài nét về Lưu Học Nghĩa. Lưu Học Nghĩa sinh ngày 6 tháng 7 năm 1990 tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, trong một gia đình khá giả, với bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Ngay từ khi còn nhỏ, nam diễn viên đã được theo học tại trường tiểu học tốt nhất Bắc Kinh. Song song với việc học các môn chính khóa, Lưu Học Nghĩa còn tham gia rất nhiều lớp học nghệ thuật ngoài giờ, trong đó có lớp piano và khiêu vũ. Trước khi chuyển hướng sang nghề nghiệp diễn viên như bây giờ, Lưu Học Nghĩa từng dành 5 năm theo đuổi con đường vũ công chuyên nghiệp. Năm cấp 3, Lưu Học Nghĩa được tuyển thẳng vào trường Trung học Nghệ thuật Bắc Vũ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nam diễn viên thành công thi đỗ vào khoa diễn xuất của Học viện Hí kịch Trung ương. Năm 2011, Lưu Học Nghĩa chính thức ra mắt với vai trò là một diễn viên chuyên nghiệp. Đến nay, Lưu Học Nghĩa đã có gần 13 năm lăn lộn trong nghề với số lượng phim ảnh không phải dạng vừa. Dù hoạt động chăm chỉ là vậy nhưng anh vẫn chỉ được khán giả biết đến qua những vai diễn làm nền hoặc các vai phản diện. Tuy nhiên, chính những vai phụ này đã góp phần đưa tên tuổi của Lưu Học Nghĩa đến gần hơn với khán giả hơn. Cái hay của anh chàng chính là biết cách để bản thân trở nên nổi bật dù nhân vật của mình vốn không có nhiều đất diễn. Từ Yêu Đế Trảm Hoang, Hạo Thần, Thiên Khải đến Vô Tâm hay Lưu Tử Thương, đây đều là những nhân vật khó quên với khán giả xem phim. Trong mắt công chúng, Lưu Học Nghĩa là anh chàng cao giáo, với gương mặt điển trai không góc chết, có thể cân đẹp mọi tạo hình, từ thần tiên thoát tục đến ma thần lạnh lùng, từ vương tôn quý tộc đến một hòa thượng chọc đầu. Thì Lưu Học Nghĩa đều có thể khiến người xem suýt xoa với những tạo hình của mình. Không chỉ vậy, Lưu Học Nghĩa còn được đánh giá là một trong những nam diễn viên có diễn xuất và đài từ tốt nhất của thế hệ 90. Ngoài đời, anh chàng là một người rất thú vị và vui tính, được nhiều bạn bè và đồng nghiệp quý mến vì tốt tính và hài hước. Sự nghiệp 10 năm của Lưu Học Nghĩa. Từ 2011 đến 2016, giai đoạn khởi nghiệp. Nhờ ngoại hình nổi bật nên ngay khi mới theo học tại Học viện Hí kịch Trung ương, Lưu Học Nghĩa đã có cơ hội tham gia diễn xuất trong bộ phim đầu tay mang tên Hồ Điệp Ma Chú. Sau đó, anh tiếp tục đảm nhiệm vai phụ Long Trấn Bang trong bộ phim điện ảnh Nữ Nhân Liên Tâm. Cả hai bộ phim cùng ra mắt khán giả vào năm 2011, chính thức mở đường cho sự nghiệp diễn xuất của Lưu Học Nghĩa. Năm 2013, Lưu Học Nghĩa tiếp tục có vai diễn tiếp theo trong bộ phim cổ trang Thượng Quan Uyển Nhi. Đây là phim truyền hình đầu tay của Lưu Học Nghĩa, đánh dấu màn ra mắt của anh với khán giả màn ảnh nhỏ. Năm 2014, Lưu Học Nghĩa tốt nghiệp khoa diễn xuất của Học viện Hí kịch Trung ương, đồng thời tham gia bộ phim truyền hình Sơ Luyến Nữ Hữu Câu Lạc Bộ. Một năm sau, anh đảm nhiệm một vai phụ trong phim truyền hình cổ trang Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ, hợp tác cùng bộ đôi diễn viên Cảnh Điềm và Nhiếp Viễn. Tháng 7 năm 2016, khi bộ phim Tiên hiệp Huyền Huyễn Thanh Vân Chí chính thức lên sóng, tên tuổi của Lưu Học Nghĩa mới bắt đầu được công chúng biết đến. Trong phim, anh vào vai Tiêu Giật Tài, đại sư huynh trong nhóm đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân Môn. Với tạo hình bắt mắt, cùng tính cách trưởng thành, sâu sắc của một vị đại sư huynh, Lưu Học Nghĩa nhanh chóng chiếm được cảm tình của các khán giả xem phim. Đây cũng là vai phản diện đầu tiên mà Lưu Học Nghĩa đảm nhận. Ngoài ra trong năm 2016, bộ phim Tuổi Thơ Ngây của Chúng Ta mà Lưu Học Nghĩa tham gia ghi hình từ năm 2014 cũng đã được ra mắt khán giả. Từ 2017 đến 2020, lượng fan tăng lên nhờ các vai phản diện. Tháng 6 năm 2017, Lưu Học Nghĩa cùng với Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt tham gia vào bộ phim truyền hình cổ trang Long Châu Truyền Kỳ. Tuy nhiên, do vai diễn của anh trong phim khá ít đất diễn nên đã không tạo được tiếng vang gì đối với công chúng. Đến tháng 8 năm 2018, sự nghiệp của Lưu Học Nghĩa chính thức có bước tiến mới khi anh hợp tác cùng Dương Tử và Nhậm Gia Luân trong phim cổ trang Tiên hiệp Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết. Trong phim, anh vào vai Yêu Đế Trảm Hoang, người có thân phận là kỳ lân ngũ sắc nhưng vì mệnh cách mà bị đẩy xuống hạ giới. Ôm mối hận trong lòng, Trảm Hoang luôn tìm đủ mọi cách để báo thù dự vương. Nhưng sau đó, anh có cơ duyên gặp gỡ và đem lòng yêu mến Bạch Yêu Yêu. Thế nhưng trái tim cô lúc này đã dành trọn cho Hứa Tuyên. Dù mối nhân duyên với Bạch Yêu Yêu không thể thành nhưng Trảm Hoang vẫn nguyện từ bỏ thù hận, khắc cốt ghi tâm mối tình và tự bóp nát Linh Châu khiến khán giả không ngừng thương cảm. Dù đảm nhận vai phản diện nhưng Lưu Học Nghĩa vẫn khiến người xem cảm thấy thương nhiều hơn ghét bởi sự si tình của mình. Thậm chí, mỗi khi xem lại những phân cảnh ngược tâm của anh chàng trong phim, người xem sẽ khó lòng kiềm được nước mắt bởi lối diễn xuất quá chân thật của anh. Với dấu ấn quá sâu sắc từ vai phản diện yêu đế trong Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết, Lưu Học Nghĩa nhanh chóng nhận được lời mời đảm nhiệm vai chính trong bộ phim ngắn có tên là Thiên Kê Chi Thiên Đế Truyền Thuyết. Trong phim, Lưu Học Nghĩa đã mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác khi vào vai thiên đế ngốc nghếch, hài hước nhưng về sau lại trở nên can đảm, hào hùng. Có thể thấy, anh chàng là một diễn viên có thể mang đến nhiều màu sắc khác nhau, không hề đóng khung bản thân trong bất cứ một vai diễn nào. Ngoài ra, trong năm 2019, Lưu Học Nghĩa còn tham gia vai phụ Giải Vũ Thần trong bộ phim truyền hình Đạo Mộ Bút Ký 2, Nộ Hải Tiềm Sa. Năm 2020, đánh dấu bước phát triển lớn trong sự nghiệp của Lưu Học Nghĩa. Sau nhiều vai phụ mờ nhạt, cuối cùng nhân khí của nam diễn viên cũng được tăng lên nhiều lần nhờ vai diễn Hạo Thần, hay còn có danh hiệu là Hạo Trà Xanh trong phim Lưu Ly. Ban đầu vai diễn của Lưu Học Nghĩa có thân phận là Bách Lân Đế Quân, người chấp trưởng Đông Phương Thiên Giới. Sau này khi hạ phàm, y trở thành Hạo Thần, đệ tử ưu tú nhất của Thiếu Dương Phái, cũng là người được Trừ Toàn Cơ tôn trọng, yêu quý. Lợi dụng hình tượng nam nhân ôn nhu, ấm áp mà Hạo Thần đã luôn tìm cách tẩy não Trừ Toàn Cơ để cô làm tổn thương người yêu giới danh nghĩa vì tam giới. Cũng chính vì tính cách lươn lẹo, 5 lần 7 lượt phá hoại hạnh phúc người khác mà nhân vật Hạo Thần của Lưu Học Nghĩa được khán giả đặt cho hàng loạt biệt danh như Hạo Trà Xanh, Hạo Matcha hay Sạo Thần. Tuy nhiên, các mọt phim vẫn thường có câu không sợ phản diện xấu, chỉ sợ phản diện quá đẹp trai. Chính vì vậy, điều khiến khán giả đau đầu nhất chính là việc Lưu Học Nghĩa vào vai phản diện nhưng lại có ngoại hình quá tuấn tú, điều này càng giúp anh tăng thêm mị lực, khiến người xem không thể rời mắt. Bên cạnh đó, diễn xuất của Lưu Học Nghĩa cũng giúp anh nắm bắt được nội tâm của nhân vật. Vì vậy, dù rất ghét nhân vật Hạo Thần, nhưng người xem vẫn không thể chê được khả năng diễn xuất của Lưu Học Nghĩa. Trước Lưu Ly, Lưu Học Nghĩa còn góp mặt trong bộ phim Dân Quốc Thu Thiên, ra mắt khán giả vào tháng 5 năm 2020. Lưu Học Nghĩa đã khiến khán giả phải bất ngờ với tạo hình dân quốc đầy khí chất, nhan sắc và diễn xuất của Lưu Học Nghĩa trong phim cũng được đánh giá cao. 2021 đến 2023, nâng tầm diễn xuất và nhân khí. Năm 2021, bộ phim Thanh Lạc của Lưu Học Nghĩa được lên sóng. Đây là lần đầu tiên anh được đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim truyền hình. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào và hài hước của Ngọc Thanh Lạc và Dạ Tu Độc. Dù không quá nổi tiếng, nhưng Thanh Lạc vẫn được khán giả yêu thích vì kịch bản thú vị và chemistry đáng yêu của cặp đôi chính. Tiếp sau đó, Lưu Học Nghĩa lại tiếp tục có một vai diễn vì tam giới thoát vòng khi vào vai chân thần Thiên Khải trong phim Thiên Cổ Quyết Trần. Thiên Khải vì để cứu Thượng Cổ, do Châu Đông Vũ thủ vai, thoát khỏi kiếp nạn mà hắn đã gây nên tai họa diệt thế. Sau đó, Thiên Khải bị hai vị chân thần khác là Bạch Quyết, do Hứa Khải đóng, và Trích Dương, do Lý Trạch Phong đóng, liên thủ đánh bại và âm thầm phong ấn tại yêu giới. Sau khi Thiên Khải tỉnh lại, ba vị chân thần còn lại đều đã biến mất không tung tích, thần giới cũng bị đóng cửa. Thiên Khải đành phải ở lại yêu giới, đưa một nửa căn nguyên của mình để trấn hương lại yêu giới. Thời gian trôi qua, Thượng Cổ cuối cùng cũng thức tỉnh, hàm oan của Thiên Khải cũng được giải. Cả hai mở lại thần giới, mọi việc lại quay về như lúc xưa, chỉ tiếc là người bạn tri kỷ của anh là nữ thần Nguyệt Di đã không còn nữa. Cùng năm 2021, bộ phim Khi Màn Đêm Gợn Sóng của Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi đóng chính cũng được phát sóng. Đây là một trong những dự án hiện đại hiếm hoi trong số các bộ phim của nam diễn viên. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu và sự cạnh tranh trong công việc đầy thú vị giữa hai vị giám đốc là Hứa Khuynh Du và Mạc Linh Trạch. Mặc dù phim sở hữu kịch bản không tệ chút nào, cộng với nhan sắc đỉnh chớp của cặp đôi chính, nhưng đáng tiếc bộ phim lại không đem lại nhiều kết quả khả quan. Bù lại, năm 2023 lại là một năm tương đối thành công với Lưu Học Nghĩa khi anh có đến 3 bộ phim được lên sóng và đều gặt hái được thành tích rất tốt, cũng như tiếp tục đem đến cho khán giả những vai diễn khó quên như vai Hòa Thượng Vô Tâm trong Thiếu Niên Ca Hành, vai phản diện Lưu Tử Thương trong Trường Phong Độ hay vai nam chính Kế Đan Dương trong bộ phim Dân Quốc Họa Mi. Đầu năm 2023, Lưu Học Nghĩa có bộ phim Thiếu Niên Ca Hành được lên sóng, được đánh giá là một trong những hắc mã nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2023. Trong phim, Lưu Học Nghĩa vào vai Hòa Thượng Vô Tâm, tên thật là Diệp An Thế, vốn là con trai của giáo chủ ma giáo. Không chỉ chơi lớn cạo tóc thật để vào vai Hòa Thượng, Lưu Học Nghĩa còn thuyết phục khán giả bằng những biểu cảm ma mị, nụ cười đầy tà khí nhưng thực chất là một thiếu niên bất hạnh và cô độc. Sau Thiếu Niên Ca Hành, Lưu Học Nghĩa tiếp tục gây thương nhớ với vai phản diện trong Trường Phong Độ, do Bạch Kính Đình và Tống Dật đóng chính, phát sóng vào tháng 6 năm 2023. Trong phim, Lưu Học Nghĩa vào vai Lạc Tử Thương, một thương nhân giàu có vừa thâm trầm sâu xa vừa nguy hiểm khó lường. nhưng đằng sau dáng vẻ đa đoan ấy lại là sự cô đơn và nỗi thù hận lớn lao của anh, vì có một người cha tệ bạc cùng với số mệnh vô cùng khốn khổ. Số đông khán giả nhận xét rằng, càng xem Trường Phong Độ họ càng mê Lạc Tử Thương, anh chàng phản diện nửa mùa với sở thích pha trà, vẩy quạt. Ngoài ra, đến cuối năm 2023, bộ phim Họa Mi đánh dấu sự hợp tác giữa Lưu Học Nghĩa và Bành Tiểu Nhiễm cũng đạt được thành công lớn, khi đã ghi nhận rating những tập đầu tiên khá cao với 2.0, thời điểm cao nhất còn phá mức 3.0 và lội ngược dòng trở thành bộ phim chiếu đài hot nhất khung giờ vàng tại thời điểm đó. 2024, con đường phát triển rộng mở. Đầu năm 2024, khi bộ phim Hoa Gian Lệnh phát sóng, nam chính Lưu Học Nghĩa nhanh chóng nhận được vô số sự yêu thích từ khán giả. Vẻ ngoài điển trai, khí chất nho nhã của anh khiến danh xưng đệ nhất Mỹ Nam của nhân vật Phan Việt được Lưu Học Nghĩa thể hiện vô cùng trọn vẹn. Nhờ vào diễn xuất, Lưu Học Nghĩa thành công tạo chemistry tung tóe với cả nữ chính Cúc Tịnh Y và nữ phụ Trịnh Hợp Huệ Tử. Dù kết hợp với ai, cư dân mạng đều cho rằng sự chững chạc và diễn xuất của Lưu Học Nghĩa khiến các cảnh tình cảm đều bùng nổ. Lần đầu tiên, Lưu Học Nghĩa thoát khỏi hình tượng nam phụ thâm tình và tỏa sáng trọn vẹn nhờ vai chính Phan Việt. Sau thành công của Hoa Gian Lệnh, các dự án tiếp theo của Lưu Học Nghĩa đều thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt, hai tác phẩm Niệm Vô Song đóng cùng đàn chị nổi tiếng Đường Yên và Xuân Hoa Yếm hợp tác với Ngô Cẩn Ngôn đang được mọt phim háo hức trông đợi phát sóng. Xuân Hoa Yếm có kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hắc Nhan, kể mối tình ngược luyến tàn tâm giữa Mộ Dung Cảnh Hòa và Mi Lâm do Ngô Cẩn Ngôn đóng. Nữ chính Mi Lâm từ nhỏ đã được đào tạo thành tử sĩ, bị cho uống thuốc độc để dễ bề khống chế. Nàng được giao nhiệm vụ hạ sát Mộ Dung Cảnh Hòa nhưng lại không biết người đứng đằng sau ra lệnh cho nàng lại chính là hắn, bị hắn xoay vòng vòng như một quân cờ. Mi Lâm là cô gái sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để sinh tồn, ngay cả thân thể và tôn nghiêm cũng chẳng ngoại lệ. Cô luôn khát vọng sẽ được sống một cuộc đời tươi sáng dù có ngắn ngủi cũng được. Tuy nhiên, những gì Mi Lâm nếm trải chỉ có toàn khổ đau mà thôi. Cô bị Mộ Dung Cảnh Hòa lợi dụng, chịu tổn thương hết lần này tới lần khác. Vai diễn Mộ Dung Cảnh Hòa của Lưu Học Nghĩa trong Xuân Hoa Yếm là một trong tứ đại cha nam giới ngôn tình, được các mọt phim dự đoán sẽ có khả năng thoát vòng và bùng nổ như vai diễn Lý Thừa Ngân trong phim Đông Cung trước đó. Hãy cùng chờ đợi vai diễn ấn tượng này của Lưu Học Nghĩa nhé! Ngoài ra, bộ phim gây tiếc nuối nhất của Lưu Học Nghĩa là Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Trước đó hợp tác cùng Viên Băng Nghiên cũng đã được quay lại xong, với nữ chính được thay đổi thành nữ diễn viên Hồ Ý Hoàn. Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng có nội dung xoay quanh mối duyên nợ ba kiếp của tiểu yêu Hoa Sơn Hồng Ngưng và Thượng Thần Cẩm Tú do Lưu Học Nghĩa đóng. Do phải lòng Cẩm Tú ngay từ ánh nhìn đầu tiên để có thể ở bên cạnh chàng, Hồng Ngưng đã quyết tâm tu thành tiên. Thế nhưng hành trình này không hề dễ dàng. Trải qua nhiều biến cố và những hiểu lầm làm tổn thương lẫn nhau, Cẩm Tú đã nên duyên với thần tiên khác còn Hồng Ngưng lại buông bỏ tất cả, từ bỏ tiên đạo, vĩnh viễn rơi vào vòng luân hồi. Khi mất đi người mình yêu, Cẩm Tú lúc này mới hối hận, chàng quyết quay lại quá khứ để đưa Hồng Ngưng một lần nữa trở về. Lưu Học Nghĩa hiện đang đứng trước cơ hội lớn để vụt sáng trong năm 2024 này, cùng mong chờ những vai diễn bùng nổ của nam diễn viên trong thời gian sắp tới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn trong video kế tiếp nhé. See you!